Chào mừng các bạn đến với Let's Talk, chương trình talk show hướng nghiệp trường Đại học Văn Lang dành tặng thế hệ Gen Z. Hôm nay chúng ta cùng khám phá một ngành năng khiếu rất đặc biệt, ngành học sáng tạo pha trộn giữa khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật, ngành học dung hòa giữa sự bay bổng của nhóm tính cách nghệ thuật và sự chính xác của nhóm kỹ thuật. Đó là ngành kiến trúc. Hãy quét mã QR thử bài trắc nghiệm tính cách Holland xem bạn có bao nhiêu phần trăm tính cách tự nhiên phù hợp với ngành học tài hoa này và chia sẻ kết quả với chương trình nha. Now let's talk. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình hướng nghiệp của trường Đại học Văn Lang. Let's talk. Mỗi tuần một chủ đề, một ngành nghề khác nhau. Hy vọng rằng Let's Talk có thể mang lại những thông tin bổ ích, thiết thực, đúng nhu cầu của các bạn học sinh, đúng với lại thông điệp của chương trình: đối thoại để hiểu mình và chọn ngành. Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Anh, sinh viên khoa kiến trúc trường Đại học Văn Lang. Ngày hôm nay mình rất vui khi có cơ hội được đồng hành cùng với Let's Talk để có thể chia sẻ, nói về ngành nghề mà mình đang theo học tại trường Đại học Văn Lang cùng với ban tư vấn đặc biệt của chúng ta là quý thầy cô đến từ khoa kiến trúc. Xin được chào mừng quý thầy cô đến với Let's Talk. Thạc sĩ kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Thảo Phương, giảng viên khoa kiến trúc, trưởng ban quản lý dự án cộng đồng Tô Màu Giấc Mơ, trường Đại học Văn Lang. Thạc sĩ kiến trúc sư Mai Quốc Bửu, giảng viên khoa kiến trúc, founder BAL Architecture and Construction, thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ kiến trúc xanh thành phố Hồ Chí Minh. Thạc sĩ kiến trúc sư Nguyễn Trần Phương Thảo, trưởng phòng dự án và bảo trì công ty cổ phần Mai Sơn, trưởng phòng thiết kế thị giác và công ty Lab Ôn Hồng Kông, giám đốc công ty tư vấn thiết kế và xây dựng TCCI. Em mong rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thật là thú vị về ngành kiến trúc và nghề kiến trúc sư, vì hai bạn khách mời của chúng ta ngày hôm nay rất đam mê với ngành kiến trúc và yêu thích trường Đại học Văn Lang. Xin chào Khoa và Quỳnh, không biết là hai bạn có thể gửi một lời chào đến quý thầy cô, ban tư vấn của chúng ta cũng như là các bạn khán giả đang xem chương trình được không nè? Em và Khoa xin gửi lời chào đến quý thầy cô ở ban tư vấn và các bạn học sinh sinh viên đang xem chương trình ạ. Em rất vui được gặp hai em ngay tại trường Đại học Văn Lang. Bây giờ còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu chương trình thôi. Let's talk. Đầu tiên, để bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta thì em muốn đặt ra một vấn đề mà em nghĩ rằng rất nhiều phụ huynh và các bạn thí sinh quan tâm, đó chính là học kiến trúc giỏi có cần phải vẻ đẹp hay không, và theo quan điểm của quý thầy cô thì như thế nào ạ? Và những yếu tố nào là quan trọng để chúng ta có thể theo đuổi ngành học này ạ? Đầu tiên em xin được mời cô Thảo Phương. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Xin chào hai em học sinh. Thì rất là vui khi ngày hôm nay với vai trò là ban tư vấn để có thể là hỗ trợ các bạn giải đáp những cái câu hỏi thắc mắc. Thì đến với câu hỏi đầu tiên là học kiến trúc có cần vẻ đẹp hay không? Thì theo cô thì là không. Vẽ là một điều kiện cần để các bạn thi vào kiến trúc. Nhưng chưa cần phải là vẽ đẹp đâu, mà chúng ta phải biết là chúng ta sẽ vẽ cái gì, thì tư duy vẽ nó quan trọng hơn là vẽ đẹp. Đó là cái điều kiện thứ nhất ha. Và những cái yếu tố nào để cho chúng ta có thể học được ngành kiến trúc, thì theo cô thì kiến trúc là một cái ngành nghệ thuật kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật. Vì vậy các bạn phải có một cái nguồn kiến thức rất là rộng, rất là sâu từ rất là nhiều ngành khác để chúng ta có thể tổng hợp lại được, và chúng ta phải có một cái tư duy thiết kế tốt. Thì khi vào học trong ngành thì các bạn sẽ được học rất là nhiều những cái môn để bổ trợ cho các bạn, những cái môn chuyên ngành, những cái môn bổ trợ ngành để giúp các bạn có thể trở thành được một người kiến trúc sư tốt. Em rất đồng ý với quan điểm của cô. Vậy không biết thầy Mai Quốc Bửu, thầy cảm thấy như thế nào về ý kiến này ạ? Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình, cũng như là chào hai bạn học sinh. Rất là vui hôm nay được có cơ hội để làm quen với các bạn sinh viên kiến trúc tương lai của Đại học Văn Lang. Mình thì mình cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cô Thảo Phương. Tuy nhiên, để làm rõ hơn cái vấn đề của chúng ta đang băn khoăn, cũng như là quý vị phụ huynh đang xem chương trình băn khoăn, thì mình xin nói lại, mình xin nhắc lại rằng là thực ra là vẽ cũng cần thiết, nhưng mà nó không phải là cái điều kiện bắt buộc, nó quá sức quan trọng. Đúng như cô Phương nói rằng là đó là một cái yếu tố để nó giúp cho chúng ta tự tin trong cái công việc hành nghề. Tuy nhiên rằng là nếu như mà chúng ta không vẽ đẹp thì chúng ta vẫn có thể khắc phục được những cái việc như vậy. Ngày xưa thì học kiến trúc thì sử dụng vẽ như là một cái công cụ để mà giao tiếp với các cái bộ phận làm việc khác, cũng như giao tiếp với khách hàng, đó là vẽ tay. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng ta có nhiều cái phương tiện cũng như cái công cụ
để hỗ trợ cho quá trình hành nghề của chúng ta. Vẽ thì đó là một cái giải pháp hoặc là một cái kỹ thuật hoặc là một cái cách để mà chúng ta, nó giúp cho chúng ta tư duy tốt hơn, để mà chúng ta đưa ra những ý tưởng trước khi mà chúng ta thể hiện ý tưởng đó bằng những công cụ trên máy. Như vậy rằng là vẽ là một cái yếu tố cũng cần, nhưng mà thực sự nó không phải là nó quá nặng nề, làm tạo những áp lực quá lớn đối với các bạn. Không biết rằng sau khi nghe cô Thảo Phương và thầy Bửu chia sẻ thì hai bạn cảm thấy như thế nào, và có còn lăn tăn gì, thắc mắc gì, cảm thấy yếu tố nào là mình cần phải có khi theo học ngành này không ha? Bản thân em thì em theo thầy Bửu thì em thấy là cái ngành tin học thì nó cũng quan trọng, nhưng mà tại sao lúc mà mình thi đầu vào thì mình không cần thi ngành tin học mà mình bắt buộc phải thi vẽ? Phải chăng là mấy bạn học tin học thì mấy bạn cũng có thể trở thành kiến trúc sư, chỉ cần các bạn biết vẽ? Mình rất là thích câu hỏi của Khoa, và em xin được đặt câu hỏi này cho thầy Vũ. Theo em hiểu ý của bạn Khoa là tại sao bây giờ chúng ta hiện đại chúng ta vẽ máy hết rồi mà lại không thi đầu vào là vẽ máy luôn, mà là phải là học vẽ sau đó đi vào chương trình chúng ta mới bắt đầu học vẽ máy ạ? Vẽ máy là một công cụ, tuy nhiên cái người kiến trúc sư thì cần phải có tư duy tốt, tư duy tốt về kiến trúc. Và vẽ tay là một cái điều kiện hoặc là một cái công cụ để giúp cho người kiến trúc sư có cái khả năng phát triển tư duy, để mà có thể hình thành được những ý tưởng. Và nếu như chúng ta vẽ tay chưa thật tốt trong cái quá trình chúng ta thi đầu vào thì chúng ta có thể nâng cao cái điều đó trong quá trình chúng ta học tại Văn Lang. Bởi vì trên thực tế rằng là Văn Lang hiện nay đang đào tạo ngành kiến trúc, và sinh viên khoảng 3 năm đầu tiên vẫn được hoàn toàn là vẫn phải vẽ tay, và đến năm thứ tư và năm thứ năm thì các bạn mới vẽ máy. Điều đó sẽ giúp cho các bạn hình thành những cái tư duy thiết kế tốt trong khoảng 3 năm học đầu tiên. Không biết là câu trả lời của thầy Vũ có giải đáp được thắc mắc trong lòng của Khoa chưa ha? Dạ, sau khi nghe thầy Vũ chia sẻ thì em cảm thấy là cái vẽ trên giấy thì nó thực sự quan trọng hơn cái việc mình sử dụng những cái công cụ hiện đại để mình phát thải lên. Không biết rằng khi cô Phương Thảo nghe về ý kiến của cô Thảo Phương và thầy Bửu thì cô cảm thấy như thế nào ạ? Về cá nhân chị thì chị đang thấy một vấn đề, đó là nếu mà đứng trên vai trò là một giảng viên, trước đây chị cũng có một thời gian làm giảng viên, thì chị sẽ nói là vẫn cần các em phải biết vẽ. Còn việc vẽ đẹp hay không đẹp thì có rất là nhiều thầy cô ở đây có thể giúp cho các em phát triển cái vấn đề đó. Tuy nhiên là khi mà các em mới bước vào thì cái đó không phải là điều kiện tiên quyết, nhưng mà nó là điều kiện cần để phân biệt là khi bạn biết vẽ tay, tức là tư duy thẩm mỹ của bạn cao hơn so với tất cả những cái sinh viên khác đang muốn theo các ngành nghề khác. Như là sinh viên tin học đương nhiên họ sẽ không biết vẽ tay nhiều như là sinh viên kiến trúc. Cô nói một ý nhỏ nữa thôi, em hãy hình dung tưởng tượng là khi cái việc là mình đi ra ngoài mình tiếp xúc với một khách hàng đi, thì khi mà mình nói một cái ý tưởng nào đó mà khách hàng đưa ra cho mình một cái nhu cầu nào đó mình cần tư vấn gì đó, thì cái việc là khi em có một cái bút, một tờ giấy em vẽ tay thì nó sẽ rất là nhanh hơn nhiều là em nói khoan chờ tôi đi lấy cái máy chẳng hạn, tôi khởi động lên rồi tôi vẽ. Thì cái việc đó là một cái ngôn ngữ thôi, công cụ vẽ tay là một cái ngôn ngữ để mình có thể tiếp xúc với khách hàng một cách thân thiện và nhanh nhất có thể đó, theo cô là vậy. Và đương nhiên là điều đó thì nó sẽ được trong quá trình chúng ta học tại Văn Lang thì các thầy cô sẽ hỗ trợ để cho các bạn có thể nâng cao kỹ năng vẽ tay trong quá trình học kiến trúc. Đúng là như vậy, và những yếu tố mà các thầy cô vừa chia sẻ cũng là những điều kiện cần và những điều kiện đủ để chúng ta trở thành một kiến trúc sư trong tương lai và một sinh viên ngành kiến trúc sắp tới. Và kiến trúc là ngành đào tạo 5 năm với rất nhiều môn học và đồ án. Thông tin cụ thể về ngành học luôn được các bạn thí sinh quan tâm trong mỗi mùa tuyển sinh. Và Khoa và Quỳnh ơi, hôm nay là một cơ hội rất là tuyệt vời để các em có thể đối thoại cùng với ban tư vấn của chúng ta. Các em đừng ngại ngần gì hết mà hãy đặt câu hỏi cho các thầy cô để có thể giải đáp trước khi chúng ta trở thành một sinh viên kiến trúc trong tương lai nhé. Chị xin được mời câu hỏi đầu tiên nè. Em muốn hỏi là thí dụ mà mình không cần vẽ đẹp, nhưng mà nếu mà mình biết vẽ đẹp và mình gọi là hơi hướng qua nghệ thuật hơn là những cái kỹ thuật khoa học đó, thì có phù hợp với ngành kiến trúc? Đây là một câu hỏi rất là hay. Không biết là cô Thảo Phương có thể giải đáp cho bạn được không ạ? Cũng chưa biết là cái sở thích vẽ của em á, là vẽ là em thiên về vẽ cái gì. Có thể là em sẽ thiên về vẽ nhân vật, truyện tranh hay là những cái đồ họa, những cái logo, những cái ý tưởng gì đó. Thì phải biết nhìn những cái bức tranh của em thì cô sẽ biết được là em sẽ phù hợp, mình thích với cái gì. Thì như thầy cô nãy giờ mình nói thì vẽ nó cũng chỉ là một cái điều kiện cần để mình chọn cho cái ngành kiến trúc này thôi.
Để tư vấn kỹ thêm thì mình phải tìm hiểu sâu thêm. Theo em hiểu như là ngành kiến trúc thì chúng ta phải cân bằng được giữa cái nghệ thuật, cái bay bổng và cái kỹ thuật, là những cái độ chính xác từng ly từng tí. Vậy thì theo như mà Quỳnh hỏi thì nếu như mà cái bên nghệ thuật của Quỳnh nó cao hơn hẳn cái bên kỹ thuật thì có cách nào để Quỳnh có thể cân bằng lại trong quá trình học, hay là Quỳnh có phù hợp với cái ngành nghề này không ạ? Thật ra với kiến trúc á, thì chị xin phép nói á, là cái duyên khi bạn đến với ngành và cái khả năng và bản lĩnh của bạn sẽ quyết định con đường tương lai kế tiếp của bạn. Bạn là nghệ thuật cũng được, mà bạn là kỹ thuật cũng được. Nó là một cái sự rất là hòa quyện. Khi mà bạn đạt được cái mức độ mà bạn có thể đạt được cái mức độ hòa quyện nó cao rồi, thì bạn sẽ là một kiến trúc sư thành công. Nhưng mà nếu như mà nghệ thuật của bạn nhiều hơn, thì bạn sẽ có một cái khác, cái công việc khác, một cái vị trí khác phù hợp hơn với bạn. Giống như hiện tại mình đang có là kiến trúc sư concept đúng không chị ha? Thì nó sẽ nghiêng hẳn về nghệ thuật. Là một mỗi ngày bạn sẽ đưa ra rất là nhiều những cái ý tưởng mới, rất là nhiều những công trình mới. Nhưng mà những cái công trình đó có thể nó chỉ dừng lại là ở một cuộc thi nào đó, ở một thành phần nào đó, chứ nó sẽ không được xây dựng lên. Thì nó cũng là một hướng đi cho những người thiên về nghệ thuật. Nhưng mà nếu như mà đặt câu hỏi là em muốn cân bằng, thì khi mà em muốn cân bằng thì em phải nỗ lực hơn nhiều. Mà không phải là nỗ lực để cho cái phần nghệ thuật của mình nó giảm xuống, mà phải nỗ lực để cho cái phần kỹ thuật của mình nó tăng lên qua những cái môn học cụ thể. Thực ra kiến trúc sư thì không phải chỉ là ngồi vẽ, và không phải là chỉ là nói về chuyện ý tưởng hoặc là nói về chuyện kỹ thuật, mà thực ra là có những bạn trong quá trình mà mình giảng dạy tại trường, và có những bạn là cũng đang là sinh viên mà cũng đang làm việc tại văn phòng của mình, thì mình thấy rằng là có phân ra nhiều cái luồng. Có những bạn thì lại giỏi về ý tưởng, và có những bạn lại chỉ thích đi về mặt kỹ thuật, nghĩa là có những bạn sẽ thích ngồi sáng tạo ra những cái công trình, mà thích tìm tòi, thích làm những công trình làm sao cho nó đẹp, và lại sau khi các bạn đấy làm xong thì lại chuyển qua một bộ phận khác để mà có thể triển khai ra những cái hồ sơ kỹ thuật và tiến hành xây dựng, để mà chuyển ra công trình xây dựng. Thì đó là một cái quy trình mà cơ bản thì nó là như vậy, tức là có nhiều bộ phận thì kiến trúc sư ra thể làm được nhiều công việc. Và quan trọng nhất là chúng ta như cô Phương hay chị Thảo có trao đổi rằng là quan trọng là chúng ta thích cái gì, mà chúng ta sẽ bồi dưỡng cái lĩnh vực đó, cái phần mảng đó, để chúng ta đi sâu vào nó, để làm cho những cái thế mạnh của chúng ta để nổi bật, và có một cái vị trí đứng trong những cái doanh nghiệp cũng như là những studio thiết kế, những văn phòng kiến trúc. Dạ, cho em hỏi là lúc mà mình thi đầu vào á, thì là mình phải thi vẽ đồ tượng, nhưng mà theo em biết thì trong quá trình mà mình học kiến trúc thì mình cũng cần phải sử dụng màu để mình phát thảo, thì tại sao lại mình lại không phải thi thêm một cái vẽ màu nữa mà mình chỉ cần thi vẽ đồ tượng? Em xin mời chị Thảo có thể trả lời câu hỏi này giúp cho Khoa được không ạ? Cái này thì là kinh nghiệm của chị. Chị xin chia sẻ một xíu kinh nghiệm. Đó là thật ra chị tiếp xúc với ngành kiến trúc rất là trễ á, tức là năm 12, 6 tháng cuối của lớp 12 chị mới bắt đầu đi học vẽ, và rất là trễ. So với các bạn cùng trang lứa thì chị đến rất là trễ. Thì chị hiểu một vấn đề là khi em học đầu tượng á, và khi em bước vào năm nhất, năm 2 thì em sẽ thấy là cái việc em học đầu tượng á, nó sẽ cho em một cái tư duy về mặt cấu trúc cơ thể, về mặt cấu trúc của một cái nó là cái tiền đề, tại con người mình là một cái tác phẩm tuyệt vời nhất của thiên nhiên. Thì khi mà em chuẩn bị tạo ra những cái tác phẩm tuyệt vời hơn của con người là những cái công trình kiến trúc, thì nó phải lấy tiền đề từ con người, thì nó đi từ cấu trúc của con người ra, và sau đó thì những cái vật liệu, những màu sắc hay là tất cả những cái vấn đề về màu đó, thì khi các em bước vào năm nhất, năm 2, năm 3
các em sẽ được bồi dưỡng về tất cả những cái chuyện đó. Nên việc mà em nói là tại sao mình không thi thêm nữa, thì thật ra là khi mà thi thêm như vậy á, thì về cơ bản á, là chị nghĩ là mình sẽ không handle được, mình sẽ không có lắp được hết tất cả những cái thông tin mà cần, và cũng như là cái cách mà đánh giá sinh viên của mình. Nên là về cơ bản thì chị nghĩ là không cần phải thêm màu sắc đâu, chỉ cần em nắm giữ được cái cấu trúc căn bản của kiến trúc là em đã thành công vào bước đầu để bước chuẩn bị thành sinh viên kiến trúc. Vậy còn cô Thảo Phương, cô có cảm thấy là màu sắc là một cái yếu tố rất là quan trọng để tham gia học vào cái ngành này không ạ? Quan điểm của cô ha, thì cô chắc bổ sung thêm ý của chị Thảo. Thì thật ra khi mình vẽ đầu tượng thì các bạn sẽ học ngoài cấu trúc ra, các bạn sẽ học được cái tỷ lệ, đúng không? Trên gương mặt người nó có một cái tỷ lệ, trên cơ thể người nó có một cái tỷ lệ. Thì cái cảm về tỷ lệ nó rất là quan trọng khi các bạn chọn ngành học kiến trúc. Nếu mà kiến trúc sư không có mắt tỷ lệ thì cũng sẽ rất là khó để có thể tạo ra được những cái công trình mà gọi là hài hòa, mà nhìn vào người ta đều thấy là đẹp được, đúng không? Thì nhưng mà màu sắc ở đây, màu sắc trong kiến trúc là như thế nào, thì chắc là trước khi đi qua màu sắc thì mình phải nói về hình khối. Hình khối thì sắc độ thôi, thật ra là ánh sáng. Một cái kiến trúc tức là một cái cuộc chơi ở giữa những cái hình khối và ánh sáng. Thì ánh sáng tự nhiên là cái gì rất là đẹp, rất là đẹp. Và màu sắc ở trong kiến trúc thì nó cũng không phải là như bên mỹ thuật. Thì từ từ thì mình sẽ thấy rằng là cái điều màu sắc nó được thể hiện như thế nào qua kiến trúc, thì chắc là các bạn sẽ được học kỹ hơn qua cái chương trình đào tạo. Cái này chắc em xin phép bổ sung là ne của em. Ne của em là một bạn bị mù màu đỏ. Và thật ra cái không gian của bạn thấy á, nó sẽ lờ mờ hơn là mình. Không có rõ ràng đành mặt như mình mà sẽ rất là mờ. Nhưng mà hiện tại bạn là một kiến trúc sư rất là thành công. Bạn vẫn là kiến trúc sư, bạn vẫn làm việc hàng ngày, và bạn vẫn đang rất là thành công trong lĩnh vực của mình, và với những bức ảnh rất là đẹp mà mình sau này mình có thể cung cấp cho mọi người thấy. Và mình chắc chắn với bạn là bạn đó là bị mù màu. Nên là nếu mà thi màu sắc thì chắc chắn là ô bạn nè của em là không muốn xuất hiện chứ không thể phối màu được rồi. Chính xác. Em rất cảm ơn những chia sẻ của chị Thảo và những câu trả lời đến từ ban tư vấn. Cảm ơn câu hỏi của Khoa. Và sẵn đây thì em có nghe chị Thảo nhắc đến một từ là ne, thì em muốn mời chị có thể giải thích thêm về cụm từ ne và ba trong, là một cụm từ rất là phổ biến trong ngành riêng của chúng ta, có được không ạ? Nó vừa phổ biến mà vừa đặc biệt nữa. Dạ đúng rồi. Đó là một mối quan hệ là khá là đặc biệt. Mà trước tiên là nói về mối quan hệ đó thì chị xin giới thiệu ba trong của chị. Đây là ba trong của chị. Chị là cựu sinh viên khóa 13, thì anh Vũ là cựu sinh viên khóa 12. Thì mối quan hệ của Nam và ba trong thì đơn giản thì nó sẽ là một mối quan hệ của đàn em năm dưới và đàn anh năm trên. Họ sẽ chia sẻ với nhau những cái vấn đề về cuộc sống của sinh viên, về những đồ án, về tất cả những cái câu chuyện mà về nghề nghiệp mà mình có thể là trong lúc mà mình học tập hay là mình làm việc, mình sẽ khó chia sẻ với thầy cô, bởi vì khoảng cách về lứa tuổi, khoảng cách về thế hệ, thì những cái đó mình có thể mình sẽ ngại. Thì ở đó chúng ta có ba trong. Thì ba trong sẽ ngoài việc là phải cho chúng ta ăn, rồi dạy chúng ta những điều hay lẽ phải. Thì ba trong sẽ hỗ trợ chúng ta về mặt tinh thần khá nhiều. Tại vì quá trình mà mình học 5 năm, trong quá trình mình học 5 năm sẽ có những lúc mà các bạn sẽ thấy là kiến trúc là một cái gì đó là xa xôi. Và những cái đó thì bạn sẽ khó chia sẻ với thầy cô. Thì ở đó có ba trong. Đúng rồi ba trong ha. Vậy chúng ta đã được nghe những cái chia sẻ đến từ nghe, vậy còn không biết những chia sẻ đến từ người ba trong thì như thế nào ạ? Theo như mình biết thì đến hôm nay thì Văn Lang là một trong những trường mà những trường còn hiếm hoi còn giữ được cái truyền thống của nghe với ba trong, nghĩa là một cái mối quan hệ giữa sinh viên năm trên và sinh viên năm dưới. Thật ra như chỗ chị Thảo nói là ba trong động viên tinh thần, chứ thật ra là ba trong chẳng động viên được gì đâu. Ví dụ như đưa bài vào hỏi thì chỉ bị la thôi. Nhưng mà cái nhiệm vụ của NE đó là có trách nhiệm là mỗi lần mà ba trong, ví dụ như đối với sinh viên ngành kiến trúc thì tụi mình các em sẽ có những cái tuần mà lên bài tập trung. Nghĩa là các em sẽ ở trường cả một tuần để các em tập trung, các em vẽ cái bài đồ án của mình. Thì thông thường như vậy thì năm dưới sẽ lên phụ bài của năm trên.
cho năm trên, tức là các bạn được tha hồ, các bạn lên đó các bạn vẽ rồi các bạn nghịch trên bài của các anh chị năm trên, mà các anh chị năm trên cũng rất là vui vẻ, nếu mà có hư nữa thì cũng sẵn sàng để sửa lại cái bài đó. Và thỉnh thoảng thì vẫn, nhưng mà ngược lại thì không có đâu, ngược lại thì nếu như các bạn không biết thì các bạn anh chị sẽ hỏi, chứ không thể nào có chuyện là các anh chị sẽ vẽ bài giùm cho các bạn, tức là sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn cách làm bài đó làm sao cho nhanh và hiệu quả. À đó, và ngoài ra thì có những việc mà trong quá trình chúng ta học thì chúng ta khó hỏi các thầy cô, bởi vì có khi là chúng ta ngại cũng như là cái khoảng cách về tuổi, thì Na và Ba Trông thì rất là dễ hỏi. Và bên cạnh đó nữa thì theo như mình quan sát cho đến thời điểm này thì đó là một cái điều rất là hay, khi mà cái mối quan hệ đó không chỉ dừng lại ở ngang mức độ ở trong cái khuôn khổ nhà trường, mà sau này khi mà ra trường thì các bạn vẫn còn giữ mối quan hệ để mà xây dựng cái công việc của mình, và có sự hỗ trợ của các anh chị. Hiện nay thì khoa kiến trúc vẫn còn những cái đội, những cái nhóm và những hội cựu sinh viên vẫn giữ những cái mối liên hệ như vậy, để mà khi mà chúng mình cần thì vẫn có thể gọi các anh chị về hỗ trợ, đặc biệt là trong những cái sự kiện của nhà trường cũng như là sự kiện của sinh viên. Năm nhất mình vào thì có lẽ mình không có quen ai, mình không biết ai, thì làm thế nào để có biết là thế nào chọn cái người Ba Trông tốt hay là thế nào đó, thì chắc là các bạn phải dành cái thời gian đi dạo một cái vòng Hòa Thất rất là nhiều lần trong lúc mà mấy anh chị lên đồ án á, phải đi dạo rồi coi anh nào mà cứ vẽ đẹp thì mình cứ bay vô cho em làm nê nha, cho anh em làm nê nha. À, anh nào tất nhiên thì với bạn Quỳnh thì phải là anh rồi, còn em là Khoa thì phải là chị rồi, thì nó sẽ dễ làm việc với nhau hơn, đúng không? Và chọn được một cái người Ba Trông tốt thì các em sẽ có một cái sự hướng dẫn tốt. Tuy nhiên không phải là một người thì chỉ có một người Ne hay là một người chỉ có một Ba Trông đâu nha, các bạn có quyền chọn rất rất nhiều người mình đúng em sẽ chọn những người đó có thể hỗ trợ cho các bạn được, có thể làm việc cùng được, đó là một cái team làm việc hiệu quả. Em cũng chia sẻ luôn là thật sự á, là Ne Ba Trông á, nó ảnh hưởng đến cả con đường sự nghiệp phía sau. Dạ, là đó nha. Dạ, đúng. Là tại vì khi mà vừa bước ra trường á, chân ướt chân ráo á, không biết gì hết, cũng không biết sao hết, cái gọi điện alo ba ơi giúp Ne này cái ba ơi như hồi xưa, như hồi mà thời còn đi học thì cái khoảng cách mà nó gần nhau á, nên là cái việc tư vấn nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Em đồng ý với ban tư vấn cũng như là Ngọc Anh, đây là sinh viên năm 2 ngành kiến trúc và Ngọc Anh cũng có Ba Trông. Ngọc Anh có thể cảm nhận và hiểu được rằng cái mức độ quan trọng của Ba Trông trong cái quá trình mà mình đi học và như là ra cả ngoài đời, như là chị Thảo chia sẻ. Và cảm ơn câu hỏi của Khoa. Không biết rằng hai bạn còn câu hỏi gì đặt cho ban tư vấn của chúng ta không ha? Em theo ngành thích và cảm thấy thích ngành kiến trúc là nhà em có người làm xây dựng. Tại vì em làm xây dựng thì hồi nhỏ là em nhìn những cái bản vẽ em rất là thích. Kiểu em nhìn em thấy cái cửa nó đi ra và như thế nào, cầu thang như ra sao, xong rồi về cách nào nó, em cảm thấy rất là thích. Thì em không biết là học kiến trúc với lại xây dựng thì cái mối quan hệ của nó thì nó có chặt chẽ. Cảm ơn câu hỏi của Quỳnh. Và em xin được đặt câu hỏi đó cho thầy Bửu là sự khác biệt giữa ngành kiến trúc và ngành xây dựng cũng như là mối liên hệ giữa hai ngành nghề đó sẽ là gì hả thầy? Cũng giống như bạn Quỳnh thì gia đình mình là ba đời làm xây dựng nhưng mà cho đến đời mình thì làm kiến trúc sư và em gái của mình thì hiện đang làm là chuyên về ngành thiết kế nội thất. Thì ra là nhà mình là đủ hết, cả nhà của thầy là đủ hết cái vai trò đó. Và cũng như Quỳnh là hồi nhỏ là mình cũng thấy là ba mẹ của thầy là cũng phải, hồi xưa thì ba mẹ của thầy không có vẽ máy mà toàn là vẽ tay, và hồi đó mình cũng chuyên đi phá bài của hai bác. Và cho đến ngày hôm nay thì khi mà mình bắt đầu mình học kiến trúc và mình giảng dạy trong ngành kiến trúc và mình thực hiện, mình đang có cái văn phòng thiết kế riêng, thì mình mới thấy rằng là cho đến thời điểm này thì hai cái ngành này không tách ra được. Đó là một cái khối, gọi là một cái sự liên kết rất là chặt chẽ. Chúng ta là những người thiết kế, kiến trúc sư là thiết kế những không gian và thiết kế những hình công trình với những cái hình khối đẹp hoặc là những cái biểu tượng, những cái ý tưởng. Và sau đó thì chúng ta là giao cho những bạn thiết kế nội thất để mà thiết kế cái phòng này, màu sắc, ánh sáng, các cái trang thiết bị như thế nào. Mà sau khi đó chúng ta xong hết rồi, từ cái khâu thiết kế ban đầu của kiến trúc sư chuyển qua cái bộ phận thiết kế nội thất, thì chúng ta chuyển qua một cái tiếp theo nữa là chúng ta đến và làm việc với bộ phận là khai triển ra hồ sơ bản vẽ, là chính là những hồ sơ mà em đã cầm trên tay,
Và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển hồ sơ đó đến cho các kỹ sư xây dựng để họ thực hiện việc đó là chuyển tải những thiết kế của mình thành một cái tác phẩm ngoài đời thực. Đó là một cái chuỗi mà trong quá trình mình làm thực tế thì các cái khâu đó là làm việc liên tục. Ngay từ khi mình đặt cái bút xuống để mình hoặc là mình tư duy, mình suy nghĩ, mình có thể thiết kế mà vẽ như thế này có được không, thì mình đều hỏi các anh kỹ sư hoặc là ba hoặc là những người tư vấn cho mình. Mà ví dụ đặc biệt thỉnh thoảng mình cũng có hỏi về ba mẹ mình, thì họ sẽ trả lời rằng cái này có thể làm được, cái này làm được, hoặc là nó sẽ khó, hoặc là nên làm như thế nào thì sẽ tốt hơn. Bởi vì chúng ta không nếu như một tác phẩm mà không thành công trình thì nó chỉ đơn giản nó là một cái bức tranh trên giấy. Cái cuối cùng chúng ta vẫn hướng đến cái việc đó là hoàn thành một cái sản phẩm ở ngoài thực tế. Vậy nên đó là một cái quy trình nó khép kín và các bộ phận đó là không thể tách rời nhau. Em có thắc mắc là ví dụ sự khác biệt về sau này khi mình tốt nghiệp thì mình có cái bằng đó, thì bằng kiến trúc ở Văn Lang hay là ở Đại học Kiến trúc hay là ở Đại học Bách Khoa thì nó khác nhau như thế nào, hoặc là khi mà nhà tuyển dụng thấy lựa chọn những bạn đi làm đó, thì có sự ưu tiên hơn về mấy bạn ở trường không? Chị nghĩ đây là một câu hỏi mà rất nhiều các bạn học sinh cũng như là các bạn sinh viên của chúng ta quan tâm. Em không biết có thể mời chị Thảo có thể trả lời câu này được không ạ? Chị sẽ trả lời ngắn gọn câu này ha. Thì thật ra là có sự khác biệt, chứ nếu như mà sếp em là chị, là chị là từ Văn Lang ra sinh viên Văn Lang apply vào thì chị đương nhiên chị phải nhận sinh viên Văn Lang chứ, đó là một cái thực tế đúng không? Nhưng mà thật ra nếu mà về mặt tuyển dụng, khi mà đưa lên bàn cân của tất cả những cái câu chuyện đó thì chị thấy là không có một cái sự khác biệt nào hết. Về mặt tại vì chị đang có một công ty, thì công ty chị về thiết kế và xây dựng, và chị hoàn toàn nói với em một câu chuyện là chị sẽ không có bất cứ một cái gọi nào về phân biệt về nơi bạn xuất hiện hết, được về xuất thân, về trường đại học của bạn, về bằng cấp của bạn. Nhưng nó sẽ có một cái vấn đề chị sẽ để ý, đó là bạn tốt nghiệp loại khá, loại giỏi, loại trung bình không bằng việc là thái độ của bạn khi bước vào phỏng vấn. Và điều này á, với đánh giá của cá nhân chị á, thì sinh viên Văn Lang đi phỏng vấn rất tự tin và rất tốt, thái độ rất là, nói chung là chỉ có là thỏa mãn và tự hào khi là ô đây nè, đang em tí nè, đặt em sếp nè, thấy không. Đó là những cái mà thực sự là chia sẻ là về thị trường lao động hiện nay là một thị trường phẳng hoàn toàn, đối với ngành kiến trúc nó càng phẳng. Tại vì ngày xưa thì nó sẽ rất là khó khăn trong việc là tìm hiểu hay là gì này kia, thì những cái trường như là trường kiến trúc họ có một truyền thống lâu đời thì họ sẽ nhận được những cái thông tin đó sớm hơn mình. Nhưng mà hiện tại bây giờ với sự phát triển của công nghệ và sự phát triển của thị trường thì những cái trường và những cái thành phần cũng như bằng cấp của các em không quan trọng bằng chính bản thân các em. Các em sẽ chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy các em có gì và họ cần phải làm gì để có được các em. Chỉ vậy thôi. Đúng rồi. Thì cô cũng có cơ hội coi như là được tiếp xúc với rất là nhiều những cái doanh nghiệp mà nổi tiếng trong và ngoài nước. Thì thật ra các anh mà tuyển dụng á, họ không quan tâm tới cái đầu vào là em học kiến trúc hay em học Văn Lang hay em học bất kỳ ở đâu đâu. À, cũng như là chị Thảo nói thì rõ ràng là người ta quan tâm tới cái việc là chuyên môn của mình làm có được việc không, thái độ làm việc của mình như thế nào, và mình thể hiện qua cái lúc mà mình thực tập mấy tháng ở công ty thực tập đó, thì cái lúc đó thì người ta sẽ quyết định là nhận em hay không nhận, chứ không có phải qua bằng cấp đâu nha. Thật ra cái điều đó hoàn toàn đúng. Thật ra là văn phòng mình hiện nay toàn Văn Lang không à. Văn phòng của mình là toàn Văn Lang. Không phải là bởi vì mình giảng dạy Văn Lang và mình ưu tiên cho các bạn sinh viên Văn Lang. Ví dụ như có ưu tiên thì đương nhiên có một chút, nhưng mà đối với những người làm việc trong lĩnh vực đối với những doanh nghiệp thì người ta vẫn ưu tiên, người ta vẫn đặt nặng và người ta vẫn xem trọng cái việc đó là các bạn có làm được việc hay không. Thực ra thì sinh viên Văn Lang nó có rất là nhiều ưu điểm, chúng ta không so sánh với các trường khác, nhưng mà một trong những cái điều mà để mình chọn các bạn sinh viên làm việc với mình đó là cái thái độ, cái sự cần mẫn, gọi là rất là chuyên tâm, rất là chăm chỉ để làm, để tận mẫn tỉ mỉ và nghiên cứu ngồi làm ra một sản phẩm và rất là chăm chút. Thì một trong những cái thực ra thì mình không, khi mình tuyển dụng vào thì mình không nhìn cái bằng. Bằng thì thật ra là mình sẽ nhìn sau khi mà mình quyết định là chọn bạn làm với mình, đi cùng công ty. Bởi vì lý do rằng là
mình sẽ coi thử là bạn nộp vô cho mình cái hồ sơ cái gì. Ví dụ như mình yêu cầu là một cái hồ sơ xin việc bao gồm một cái CV, tức là một cái tờ đơn xin việc mà kèm những cái miêu tả về cái khả năng của bạn. Thứ hai nữa là xem những cái sản phẩm mà em đã từng làm rồi. Ví dụ như trong quá trình em đi học mà em đã từng có những cái trải nghiệm tại những doanh nghiệp, để em có thể khoe những cái sản phẩm đó khi mà em đi xin việc. Và mình sẽ đánh giá rất là cao các bạn khi các bạn có những cái trải nghiệm trong quá trình các bạn đi học, cũng như là một cái thái độ làm một cái hồ sơ, một cái thái độ rất là tốt khi đi xin việc, đó là cách viết một cái email. Trong quá trình các bạn học thì sẽ có những cái hướng dẫn, có những cái gợi ý thầy cô sẽ hỗ trợ cho các bạn để các bạn biết một cái hồ sơ xin việc như thế nào. Và một cái đa phần các bạn sinh viên Văn Lang có một cái thái độ rất tốt và tạo được cái ấn tượng rất tốt, không phải chỉ đối với mình mà đối với những bạn bè của mình sau khi mà ra trường, cũng là hiện nay đang là những cái chủ doanh nghiệp cũng khá là lớn trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, thì đều đánh giá rằng là sinh viên Văn Lang ngành kiến trúc khi mà ra trường thì có cái cách mà chuẩn bị và cái thái độ khi mà họ sẵn sàng đến với công việc rất là chu toàn. Cái điểm số là một yếu tố, bằng cấp là một yếu tố, nhưng mà ví dụ như mình và một số bạn bè mình biết thì chúng mình, tụi mình luôn bỏ cái để những cái hồ sơ đó sau khi mà cái vòng gọi là vòng thử việc nó kéo dài khoảng 2 tháng, thì sau đó mình mới coi thử hồ sơ các bạn nó như thế nào. Còn giai đoạn đầu tiên thì mình xem thử là các bạn làm việc như thế nào, và xem thử thái độ của các bạn. Thì cái việc đó được ghi nhận qua bởi hệ thống quản lý ở trong văn phòng của mình, đó là các anh chị sẽ quản lý các bạn, sẽ có những cái đánh giá để mà đưa đến cái quyết định là có mình có đồng hành cùng với nhau trên suốt cái chặng đường sắp tới hay không. Rất cảm ơn những câu hỏi của Khoa và Quỳnh đặt ra cho ban tư vấn và những câu trả lời rất là rõ ràng cũng như là kỹ cho các bạn học sinh của chúng ta. Chúng ta đã hiểu về ngành kiến trúc, vậy thì còn về nghề kiến trúc sư thì như thế nào? Sau khi mà ngành kiến trúc chúng ta tốt nghiệp 5 năm học thì các bạn sẽ được nhận văn bằng kiến trúc sư, là một tấm bằng học vị vô cùng quý giá. Vậy một kiến trúc sư ra trường sẽ có thể làm những công việc nào, và hướng công việc của các bạn ở một số lĩnh vực đặc thù hay là có thể mở rộng hơn nữa, thì em xin mời cô Thảo Phương có thể hướng nghiệp cho các bạn cũng như là nói rõ hơn về những cái cơ hội làm việc của các bạn sau này ạ. Vâng, sau 5 năm học thì các bạn sẽ ra trường với có tấm bằng là kiến trúc sư. Thì các bạn sẽ được làm việc ở rất nhiều những vị trí. Thì cái vị trí đầu tiên có lẽ là nó gần với mình nhất, tức là các bạn sẽ ở một cái văn phòng thiết kế với cái vai trò là người thiết kế ra những cái ý tưởng, và phải làm việc với team rất là nhiều để có thể đưa ra những cái ý tưởng, những cái dự án phục vụ cho những cái dự án lớn nhỏ về kiến trúc, về quy hoạch. Thì đó là với cái vai trò là kiến trúc sư. Thì một cái vị trí nữa mà các bạn cũng có thể làm được, đó là có thể học, nâng cao cái kiến thức của mình, và với cái vai trò là giảng dạy chẳng hạn, hoặc là bạn sẽ làm ở một cái sở ban ngành, sở quy hoạch gì đó, các bạn cũng sẽ có những cái công việc nó sẽ liên quan tới cái ngành nghề của mình. Mà rất nhiều, cô nghĩ là rất nhiều vị trí mà nếu các bạn học một cách kỹ lưỡng và tốt á, thì các bạn sẽ đảm nhận rất là nhiều vai trò ở những cái nơi quan trọng như vậy. Tại vì kiến trúc là mình tạo ra một cái gì đó mình gọi là thay đổi thế giới, thì nghe nó cao siêu quá. Tuy nhiên các bạn nghĩ kỹ xem rằng là nếu mà trái đất mình thì bỏ hết những cái râu ria đi, thì các bạn thấy là công trình là những cái thứ gì đó mọc lên, thì các bạn thấy là vai trò của mình và công việc của mình rất là nhiều để có thể xây dựng được một cái thế giới tốt đẹp hơn. Vậy thì em có một thắc mắc là giữa nam và nữ học kiến trúc thì cái cơ hội làm việc nó có gì khác nhau không? Em sẽ được mời chị Thảo và thầy Vũ có thể chia sẻ quan điểm của mình về cái vấn đề này ạ. Bà Trọng nói trước đi, bà Trọng nói trước theo mình thấy thì thú thật thì chia sẻ thêm với các em rằng là hiện nay văn phòng của mình đa phần là nữ không à. Thực ra là đối với nữ thì mình nghĩ rằng là một cái lợi thế chứ không phải là một cái bất lợi. Bởi vì dù nam hay nữ thì sẽ có những cái ưu và những cái nhược. Tuy nhiên rằng là khi chúng ta nhận ra được cái nhược điểm của mình thì chúng ta tìm cách giúp các bạn khắc phục. Một trong những cái khó của nữ đó là đối với cái ngành kiến trúc thì mình thấy là nó hơi vất vả. Tức là những cái bước đầu tiên khi chúng ta tìm đến, chúng ta nghiên cứu, chúng ta thiết kế và chúng ta xây dựng một công trình, thì cái bước đó nó sẽ hơi vất vả đối với những bạn nữ trong giai đoạn đầu một chút. Bởi vì là công việc nó rất là nhiều và chúng ta phải nghiên cứu rất là nhiều. Có khi chúng ta phải làm việc tăng ca để cho nó kịp những cái hồ sơ hoặc là đảm bảo những cái tiến độ của chủ đầu tư. Tuy nhiên là theo như mình thấy
rằng là mình quan sát rằng là đối với những bạn mà làm việc tại văn phòng của mình thì sau vòng khoảng 1 đến 2 năm khi mà bắt đầu có kinh nghiệm rồi thì đối và lúc đó thì mình nhận thấy rằng là cái vai trò cũng như là cái tiến độ cũng như tốc độ và hiệu quả của các bạn nam với bạn nữ là như nhau, thậm chí là có khi các bạn nữ là nổi trội hơn. Bởi vì đối với bạn nữ thì có một cái ưu thế, đó là cái sự mềm mại, sự dịu dàng cũng như là cái sự lãng mạn, thì đó là cái điều cũng khá là cần trong quá trình mà chúng ta đi tìm và chúng ta đi nghiên cứu những công trình kiến trúc. Đó là nó thiên hướng về nghệ thuật mạnh hơn nam. Mình có cái nhận xét chủ quan là như vậy. Em rất cảm ơn những chia sẻ của thầy. Và lúc mà thầy Vũ chia sẻ về khác nhau giữa nam nữ trong cái ngành nghề này thì em thấy chị Thảo cười tủm tỉm bây giờ, thì không biết là chị quan điểm của chị Thảo về cái vấn đề này như thế nào ạ? Nó phải khác chứ, nó phải khác chứ, chứ không thể nào mà nó giống được. Thật ra là thời điểm ban đầu á, thì khi mà bước vào, mà bước ra trường thì nó sẽ có những cái khác thật sự. Ví dụ như là nó sẽ có những cái vị trí mà mình sẽ không biết là nó sẽ phù hợp với phụ nữ hơn hay là phù hợp với đàn ông hơn. Nói thẳng ra là mình phải hiểu một chuyện là kiến trúc là một cái ngành nghề khổ cực, và rất là cực, cực từ lúc mà đang học cho đến lúc mà ra trường. Tuy nhiên á, là phụ nữ luôn có chỗ đứng nhất định trong nguyên một cái chuỗi sinh thái đó, chắc chắn họ sẽ có chỗ đứng nhất định. Nhưng mà cái cơ hội á, thì mình phải nghĩ lại cái câu chuyện là mình định nghĩa cơ hội là như thế nào. Sẽ có là nhiều cơ hội khác nhau, và khi mà bạn chọn một cái vị trí hoặc là một cái việc á, mà nó phù hợp hơn với đàn ông, như là kiến trúc sư công trình, bạn phải ở lại công trình, bạn phải sinh hoạt và bạn phải theo dõi tất cả những cái đó, thì đương nhiên nó sẽ không phù hợp với phụ nữ. Nhưng nó sẽ có rất nhiều những cái việc rất là phù hợp với phụ nữ, như quản lý về dự án nè, như thiết kế về nội thất, kiến trúc hay là những cái đó. Thì cái quan trọng của cái việc đó là bạn sẽ biết được là cơ hội của mình là như thế nào, và điều đó các bạn sẽ được tìm hiểu khi bước vào học sâu hơn, thì các thầy cô sẽ là những người định hướng tốt nhất cho mình. Cái quan trọng nhất đó là cái cơ hội của ai trội hơn, đó là do cái quá trình chúng ta học cũng như chúng ta làm việc, chúng ta nỗ lực hết sức. Ngành kiến trúc thì nó chỉ là một cái ngành, cũng một cái nghề, nhưng mà để làm được tốt cái công việc đó, thì nó còn phải là cái sự nỗ lực của mỗi cá nhân nữa. Thành ra là theo như anh vẫn giữ quan điểm rằng đó là cơ hội là như nhau, nhưng mà quan trọng nhất là bạn chọn cái cơ hội như thế nào để bạn phát triển ngành nghề của mình nó mạnh mẽ, và nó trở thành một cái vấn đề quan trọng của cuộc sống của mình. Mà trên thực tế rằng thì mình thấy kiến trúc sư nữ mà nổi tiếng trên thế giới thì rất là nhiều, cũng không thua kém những kiến trúc sư nam. Vậy nên là dù là bằng nữ hay bằng nam đi nữa thì quan trọng vẫn là do quá trình mình phát triển, là mình nghiên cứu, mình học tập cũng như mình hành nghề, mình phải nỗ lực hết sức mỗi lúc mỗi ngày. Vậy chị Thảo thấy thầy Vũ nói như vậy có thuyết phục chưa? Em nghĩ là chị phải vậy thì em xin làm lời của Thảo Phương có thể là tập bài để nhớ. Dạ. Chứ để nam một bên thì bên nam, một bên thì bên nữ, thôi cô bên ở giữa nha. Thì thật ra thì mình thì không có phân biệt là nam nữ đâu. Thật ra các bạn cũng biết là có những người nữ thì cái cá tính rất là mạnh, đúng không? Thì cô nghĩ là cái tính cách nó mới quyết định được cái vị trí công việc của các bạn. Ví dụ các bạn là nữ nhưng mà có những cái tính cách mạnh thì sao? Là nam, không phải là nam nào cũng có tính cách mạnh mẽ đâu, không? Nam có tính cách hơi lãng mạn, hơi dịu dàng thì làm như thế nào? Thì cái việc đó thì các bạn cũng lo lắng là cũng đừng phân biệt là nam nữ, đừng phân biệt nam nữ. Cô nghĩ là như vậy. Và cơ hội như thầy Vũ nói là thầy Vũ trao như nhau cho tất cả các bạn. Và chị, thật ra chị Phương Thảo cũng là một người rất là thành đạt, cũng có công ty riêng, thầy Vũ cũng có công ty riêng, thì các bạn thấy là như nhau. Thì như vậy thì mình cần rèn luyện cái tính cách của mình để phù hợp với cái vị trí công việc mà mình sẽ chọn. Và thật sự thì học kiến trúc thì các bạn cần phải mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Em rất cảm ơn câu trả lời của quý thầy cô. Học Anh đã giải đáp được hết cái khúc mắc ở trong lòng mình rồi. Không biết là hai em còn có câu hỏi nào về ngành nghề khi mà mình tốt nghiệp ra trường dành cho quý thầy cô không ạ? Em cảm thấy là cái học kiến trúc á, là mình có cần phải theo một cái chuyên môn nhất định để mình xác định cái phong cách của mình, phong cách riêng của mình không? Hay là mình chỉ cần theo một cái khuôn mẫu nhất định thôi là mình sẽ thành công? Đây là một câu hỏi rất là hay. Vậy thì theo thầy Bửu thì có cần mỗi người phải có một cái cá tính riêng mới có thể thành công trên cái con đường này không ạ? Theo như cá nhân của mình thì mình thấy rằng là kiến trúc thì nó đi rất là nhiều ngang ngã rẽ. Và mình thấy rằng là quan trọng nhất là bạn em muốn cái gì.
Và vấn đề rằng là mình hiểu rằng mình thích cái gì đó là một vấn đó là một cái hành trình để đi hiểu tìm hiểu chính bản thân mình và để chọn đi hướng đi riêng cho mình trong cái quá trình học tập cũng như ra trường đi làm. Thực ra thì mình vẫn lúc nào mình cũng rất mong muốn các bạn học trò sinh viên của mình ấy, thì phải biết rằng là bạn giỏi cái gì, và để quá trình các thầy cô khi mà tương tác làm việc để có thể đẩy các bạn đó đi đúng hướng, và giúp cho các bạn có thể tự tin trong quá trình học tập cũng như ra trường. Cá tính, nếu mình nói về thẩm mỹ và cái đẹp thì ở trong lĩnh vực kiến trúc thì nó có rất là nhiều trường phái về kiến trúc, thì mình phải khám phá vấn đề như vậy. Cũng bên cạnh đó thì kiến trúc nó cũng không chỉ đơn giản chỉ ngồi thiết kế, nó còn là có những bạn là thích đi chuyên về lĩnh vực là công nghệ trong kiến trúc, chuyên nghiên cứu về những phần mềm, những công cụ để hỗ trợ thể hiện những cái đồ án, những cái bài, những cái phương án thiết kế, và nghiên cứu những cái mô phỏng những cái công trình đó ở ngoài thực tế nó sẽ vận hành như thế nào và nó sẽ chống chịu trước những cái tác động của thời tiết mưa nắng như thế nào. Đó là lĩnh vực liên quan đến gọi là công nghệ kiến trúc. Thứ hai nữa đó là trong cái việc quản lý, có những bạn lại học kiến trúc nhưng mà sẽ đi chuyên về lĩnh vực là quản lý một đội nhóm thiết kế và để mà thúc đẩy một đội nhóm để hoàn thành những cái dự án lớn, và ở những cái vai trò là quản lý trong những công ty, rồi có những bạn lại chuyên nghiên cứu về mặt kỹ thuật ở trong công trình, thì rồi có những bạn lại thích đi về những cái công trình loại công trình kiến trúc nhưng mà có thể giúp ích cho để mà giảm thiểu những cái tác động đến môi trường, đó là về thuộc lĩnh vực kiến trúc xanh chẳng hạn. Thì thật ra là quan trọng nhất, mình vẫn xin nhắc lại rằng là quan trọng nhất là mình phải biết là mình thích cái gì, và mình cần phải có cái sự hỗ trợ của thầy cô, mà gần hơn nữa đó là bà trong cũng như những người định hướng cho mình, để mình có thể định hướng rõ là cái hướng đi rõ ràng trong quá trình mình đi học. Có như vậy thì mình sẽ cảm thấy rằng là mình sẽ tự tin và mình sẽ không có cảm thấy rằng là mình bị phân tâm hoặc là mình sao nhãng. Và từ đó thì đó là một cái cơ sở trong 5 năm học, là một cái tiền đề, một cái nền móng để sau đó mình có thể phát triển lên sau khi mình ra trường. Có thể là mình sẽ học chuyên sâu, có thể là mình hành nghề thiết kế, có thể là mình sẽ đi vào lĩnh vực quản lý, vân vân. Và xin nhắc lại rằng là quan trọng vẫn là mình biết mình cần cái gì. Chắc là cô sẽ bổ sung thêm ý của thầy Vũ. Thì bạn có nhắc đến về cái tôi á, thì thật ra cái tôi trong kiến trúc nó sẽ rất là khác với cái tôi hay là gọi là cá tính của bạn. Hai đó nó khác nhau lắm. Và cái tôi trong kiến trúc á, các bạn sẽ được học rất là nhiều qua những cái bộ môn, mà đặc biệt là những cái bộ môn về lịch sử kiến trúc ở phương Đông, phương Tây, lịch sử kiến trúc Việt Nam, thì các bạn sẽ thấy là qua từng thời kỳ thì có những cái nền kiến trúc nào và những cái kiến sư đó họ có những cái phong cách nào, thì các bạn sẽ được học hết những cái phong cách của tất cả những kiến sư trên thế giới ha. Thì như vậy thì khi mình được tiếp cận, mình được học như vậy thì mình xem là mình thích ông nào và mình thích cái tư tưởng và tư duy thiết kế của cái người nào, thì lúc đó cái cá tính hay là cái tôi trong kiến trúc nó bắt đầu hình thành từ lúc các bạn được tiếp xúc như vậy. Thì thật ra thì kiến sư là cần phải có cá tính, cần phải có cái tôi. Và cái tôi này các bạn phải hiểu là cái tôi trong cái kiến trúc như vậy, thì mình phải định hình cái việc là mình sẽ thiết kế theo cái gì, thiết kế cho cộng đồng, thiết kế cho kiến trúc xanh, hay là thiết kế công nghệ cao chẳng hạn. Thì những cái đó thì các bạn sẽ được từ từ mình tìm hiểu ha. Em xin cảm ơn câu trả lời của thầy cô. Vậy còn chị Thảo là một người đã có công ty riêng và cũng đi làm rất là nhiều công trình, thì chị cảm thấy là cái cá tính riêng của mình có phải là một cái cần thiết và bắt buộc không ạ? Thật ra thì hồi nãy khi mà bạn hỏi á, thì chị có hơi bị khựng lại một chỗ là về khuôn mẫu. Thật ra trong kiến trúc không có khuôn mẫu, không có bất cứ một cái khuôn mẫu nào trong ngành nghề mình hết. Và cái việc á, quan trọng là sáng tạo, sự sáng tạo hàng ngày của bạn sẽ tạo ra cá tính của bạn, sẽ tạo ra cho các bạn chỗ đứng và thành công của bạn. Giống như chị thì thật ra chị làm kiến trúc rất ít. Chị làm trước đây chị làm kiến trúc rất là ít, sau đó là chị chuyển hẳn sang về quản lý dự án, về nội thất, và bây giờ là chị làm việc đa phần là các nhãn hàng trong môn, và họ sẽ có những cái gala thiết kế hay là tất cả những cái đó, nó lại là một cái câu chuyện thú vị khác nữa, nhưng mà nó cần người kiến trúc sư. Và lúc đó thì cá tính của bạn lúc đó mới phát triển, thì để được có được một cái cá tính đó thì chắc chắn là trau dồi từ trong trường học cho đến tận ra ngoài. Thì chắc chắn một câu chuyện là không có bất cứ một cái khuôn mẫu nào cho cái sự thành công hết. Em rất cảm ơn câu trả lời từ khuôn mẫu để đào tạo kiến sư giỏi. Cũng không có khuôn mẫu để đào tạo kiến sư giỏi luôn. Chắc là Khoa đã hết thắc mắc rồi đúng không ạ? Vậy còn Quỳnh, không biết là em có thắc mắc gì về cái định hướng nghề nghiệp sau này không ạ?
Em có thắc mắc là giống như là thu nhập bình của một kiến trúc sư khi mà mới ra trường hoặc là đi làm lâu, với lại khi mà mình đi làm công ty đó, thì mình nên làm công ty giống như là nhà nước hay là tư nhân hay là công ty nước ngoài, thì cái cơ hội phát triển của mình nó sẽ nhiều hơn. Thu nhập lúc mà chị Thảo mới ra trường thì như thế nào ạ? Mới ra trường thì thật ra chị Thảo cũng được một cái thu nhập khá cao. Phải là nói thẳng. Hãy chia sẻ. Mình có biết chỗ đó không ạ? Thì thực sự là lúc mà mới ra trường á, thì thu nhập thời điểm đó của chị là năm 2012, là lúc đó là 550 đô rồi. Wow. Chị thu nhập khá cao vào thời điểm đó. Tại vì công ty đầu tiên chị bước vào là một công ty nước ngoài khá nổi tiếng, Obayashi Việt Nam. Thì nó là công ty lớn nên là cái việc mà thu nhập rất cao. Đừng có sáng như vậy, đừng có đinh đinh như vậy. Nhưng mà thật ra là chị lại là một người đã trải nghiệm qua tất cả những cái vị trí mà như em nói, từ sở ban ngành cho đến công ty nước ngoài, công ty Việt Nam. Chị từng làm cho một công ty của Hội Kiến trúc sư thành phố. Và chị nói chung là qua rất là nhiều vị trí như vậy. Thì chị nói thẳng một câu chuyện, cơ hội nghề nghiệp. Cơ hội nghề nghiệp rất nhiều khi em trang bị được đầy đủ kiến thức về chuyên môn và kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm sẽ bao gồm kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tiếp cận và đào sâu, chuyên sâu về một cái vấn đề nào đó, nghiên cứu đúng không chị ha? Thì khi đó cơ hội nghề nghiệp của em ở tất cả những cái đó đều như nhau. Nó đều như nhau cả. Nhưng mà về mặt thu nhập thì đương nhiên chúng ta phải thừa nhận một chuyện, công ty nước ngoài sẽ trả lương cao hơn hết. Còn mà thu nhập cụ thể khi mà các em bước ra trường thì cho đến hiện nay thì theo như cá nhân chị thì ngành này là một ngành kiếm tiền rất ổn. Rất ổn. Vâng, em có thể chắc chắn về chuyện đó, chị có thể tin em. Nhiều khi là giảng dạy thì không kiếm tiền nhiều bằng việc chị đi làm ngoài đường ngoài đâu. Nhưng mà thật cái chất một vấn đề là thu nhập của ngành mình rất ổn. Nếu như các em chịu khó học hỏi, chịu khó trau dồi từ khi mà các em còn là sinh viên. Thì trước giờ thì mình vẫn giữ một cái quan điểm mà từ lúc ra trường cho đến thời điểm này, thì mình vẫn luôn giữ một quan điểm, đó là quan trọng nhất là mình muốn cái gì. Có những bạn ra trường thì với một cái vốn ngoại ngữ cũng khá là tốt, có thể tham gia trực tiếp vào những công ty của nước ngoài, cũng có thể gọi là những công ty lớn, và có một cái mức lương rất là cao. Có những bạn thì lại chọn những công ty nhỏ. Thì công ty lớn hay công ty nhỏ thì mức lương nào không quan trọng, nhưng quan trọng là mình thích cái công việc gì. Bởi vì mình có rất là nhiều bạn bè cũng như là những sinh viên sau khi ra trường mà cũng có quay lại để trao đổi, thì các bạn thì bảo là em làm chuyên về một bộ phận, em làm công ty nước ngoài và em chuyên về một bộ phận. Nhưng mà ví dụ như bản thân của thầy, khi thầy mới ra trường thì mức lương có thể không cao, không được như chị Thảo. Tuy nhiên rằng là thầy được làm rất nhiều việc. Và tức là đối với một dự án thì giống như các bạn sẽ làm một cái khâu nào đó, nhưng mà thầy làm một cái dự án thì làm từ đầu đến cuối. Và chính những cái điều đó thì thầy, mặc dù mức lương không cao, nhưng mà thầy có những cái trải nghiệm một cái dự án từ lúc mà cần hình thành ý tưởng cho đến lúc mà mình xây dựng và mình hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, thì mình thấy nó lớn lên mỗi ngày và mình trải qua những cái kinh nghiệm, và có thể nói là những cái kinh nghiệm rất là quý báu, từ cái việc đó là tư duy thiết kế cho việc quản lý dự án cho đến cái việc đó là mình giao tiếp với tất cả mọi người. Và khi mà mình làm việc rất là tốt thì mức lương nó không còn quan trọng nữa. Và mình cũng chia sẻ thêm rằng là lúc đó sếp của mình sau khi xong dự án và hoàn thành tốt thì sếp trả lương nó còn nhiều hơn mức lương của 2-3 tháng cộng lại, gọi là phần thưởng cho một cái dự án. Và bên cạnh đó thì khi mình làm tốt thì sếp đã tạo những cái điều kiện rất là tốt cho mình, bởi vì cái giai đoạn mình ra trường thì mình vừa phải tiếp tục đi giảng dạy và mình lại vừa tiếp tục phải đi học lên cao học. Thì như vậy thì do mình đã cố gắng hết sức và mình chấp nhận những cái thiệt thòi ngay từ đầu để mình làm được những công việc, rất là nhiều cái công việc và có những cái trải nghiệm, thì dẫn đến là mình vừa được, và sếp của mình thì rất là thích và đã tạo rất là nhiều điều kiện cho mình để trong cùng một cái thời gian mình có thể làm được rất là nhiều việc và mình có nhiều cái nguồn thu nhập trong cái giai đoạn đầu mình mới ra trường. Nói chung là quan trọng điều thứ nhất là mình cần phải biết rõ là mình muốn cái gì. Cái thứ hai nữa là mình cứ làm việc hết sức, lương thấp hay lương cao là do mình lựa chọn, và mình phải làm tròn cái vai của mình thì tự nhiên mọi việc nó sẽ an bài và nó sẽ tốt hơn. Rất cảm ơn những chia sẻ rất là thực tế của thầy cô.
là chúng ta đã đi qua với nhau và hiểu ngành, hiểu nghề. Vậy thì bây giờ hiểu về trường Đại học Văn Lang thì như thế nào? Ở chương trình ngày hôm nay, ban cố vấn của chúng ta là cựu sinh viên khóa 11, 12 và 13. Thì không biết rằng là thầy cô có thể chia sẻ về những cái kỷ niệm khi còn ở mái trường Văn Lang, cũng như là mình nhớ nhất là cái năm nào không ạ? Đầu tiên em xin được mời chị Thảo có thể chia sẻ được không ạ? Chị đang suy nghĩ coi mà chị nhớ về năm nào. Thật tại vì 5 năm học ở Văn Lang đối với chị là một thanh xuân rất là rực rỡ. Và chị rất là mỗi năm đều nhớ. Và chắc nhớ nhất tức là chắc là nhớ vào năm 2. Năm 2 là năm 2008, lúc đó là festival năm 2008. Lúc đó chị học năm 2 với Ngọc Anh bây giờ. Cơ sở 2 của mình rất là nhỏ. Và đoàn, các đoàn festival về rất là đông luôn. Và lúc đó là chị làm về mặt mô hình. Các bạn sinh viên á, nâng niu những cái mô hình cực kỳ luôn. Bởi vì đó là một cái gọi là một cái rất là đặc biệt của trường Văn Lang. Học tập từ mô hình. Những mô hình kiến trúc phương Đông, phương Tây, lịch sử cho, những, cho đến những mô hình hiện đại. Tất cả mọi người khi mà vừa xe vừa mới xuống cơ sở 2 là sẽ thấy dưới một dàn áo đen ra khiêng từng cái mô hình vào, mà kiểu rất là trân trọng. Ê coi chừng, nó thể hiện một cái sự rất là tự hào. Rất là tự hào tại vì những cái tác phẩm đó sẽ được show cho tất cả các bạn bè cùng ngành, cùng nghề trên toàn quốc. Và cái việc mà mọi người biết là mình đến từ Văn Lang, mình đem mô hình giới thiệu, nó khiến cho chị cảm thấy là mình xuất hiện ở đây và mình theo học Văn Lang, mình theo học kiến trúc là một sự lựa chọn rất là đúng đắn. Và cuộc thi festival là một cuộc thi khá là nổi tiếng trong khoa của mình. Đó là một cuộc thi toàn quốc và coi như là các bạn sinh viên khoa mình thì luôn đạt được những cái giải khá là cao khi mà mỗi lần cuộc thi. Vậy thì còn với cô Phương thì sao ạ? Kỷ niệm nào là kỷ niệm cô nhớ nhất khi mà còn ở trong cái trường Văn Lang? Chắc là so với hai anh chị ở đây thì cô là coi như là già nhất, là khóa 11. Thì lúc đó học ở cơ sở 1 của mình á, là trường của mình thì cái cơ sở nó cũng còn cũ chứ nó không được như bây giờ đâu. Tuy nhiên thì rất là nhiều những cái kỷ niệm mà mình có ở cái cơ sở đó với bạn bè, với thầy cô. Thật ra hồi xưa á, cô rất là thích vào cái phòng gọi là phòng trưng bày mô hình của khoa mình ở đó. Hồi xưa là khoa mình có một cái phòng trưng bày rất là đẹp, và mỗi lần mà một cái đồ án vừa chấm bài xong á thì nếu mà điểm cao á là sẽ được lưu vào cái phòng đó, cái phòng trưng bày đó. Mình ước mơ một lần trong đời mình được lưu bài ở trong cái phòng đó, và cuối cùng cũng được. Đó là những cái kỷ niệm. Mỗi lần chấm bài xong là cứ là háo hức xem được bao nhiêu điểm và bài mình có lưu hay không. Đó là những cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất ở cái thời sinh viên của mình. Không biết thầy Vũ làm sao nha. Chắc chị Thảo quên những cái thời gian mà tổ chức cái đêm hội truyền thống của khoa kiến trúc, rồi các anh em thì lăn lê bò trường để mà làm đêm làm ngày. Để có một cái đêm hội để chào đón những của các bạn đang học, chào đón những tân sinh viên. Thì hồi xưa thì khi mà đi học thì mình cho đến thời điểm hiện nay nữa thì mình cũng là một cái người mà rất là thích làm việc, và mình làm một lớp rất là nhiều việc. Và hồi đó đi học thì mình tham gia hoạt động đoàn hội, rồi mình vui chơi, nhưng mà mình vẫn trải nghiệm, mình vẫn phải đi làm và mình vẫn phải đảm bảo cái chuyện học. Và mình làm cái việc gì mình cũng phải máu lửa và hết sức. Thì các anh chị thì luôn luôn là động viên các bạn, là động viên các em để mà cùng tổ chức những cái sự kiện. Và cái sự kiện nào nó cũng đáng nhớ. Những cái hoạt động đó là những cái ngày mà có những đêm mình thức trắng, rồi có những cái ngày ví dụ như chị Thảo có nhắc đến cái festival sinh viên kiến trúc toàn quốc. Cứ 2 năm tổ chức một lần, và nó tổ chức là có thể là năm nay thì sẽ tổ chức tại miền Bắc, và năm tiếp theo sẽ tổ chức tại miền Trung, và năm tiếp theo sẽ tổ chức tại miền Nam chẳng hạn. Thì luân phiên là như vậy. Thì mình là một trong những cái thành viên của những cái đoàn festival ngày xưa, và cứ mỗi đợt như vậy thì mình lại có những cái kỷ niệm rất là đẹp. Thì cuối cùng những cái sự kiện và những cái dự án đó thì chúng mình rất là thành công, và nó luôn là những cái điều mà nó đi theo mình trong suốt cái cuộc đời cho đến thời điểm này, là mỗi năm là cứ những cái sự kiện đó là được nhắc lại. Và đó cũng là cái động lực để cho mình cứ tiếp tục cái công việc vừa đi làm vừa giảng dạy tại Đại học Văn Lang, để được gặp các bạn sinh viên, để được sống cái thời gian máu lửa như vậy.
Không có kỷ niệm là phải tạo kỷ niệm đúng không? Nên các bạn phải tham gia rất là nhiều những cái hoạt động của khoa tổ chức ra, mình cũng nên tham gia, rồi cũng thể hiện những cái tài năng ở những cái cuộc thi của trường bạn hoặc là của liên hoan toàn quốc như vậy. Thật ra là không có tài vẫn có thể tham gia. Đúng, mình nên hăng hái tham gia vào những cái hoạt động của trường, của lớp, của tất cả những cái cuộc thi như vậy, thì các bạn sẽ thấy là các bạn tự tin hơn này, các bạn sẽ có nhiều kiến thức hơn này và nhiều bạn bè hơn, thì cái điều đó nó quan trọng. Mà thật ra những cái hoạt động đó thì nó giúp cho mình phát hiện ra được cái khả năng của mình. Đúng rồi. Mình sẽ không thể nào, mình trước đây mình không thể nào mình nghĩ rằng cái việc đó mình có thể làm 2-3 cái công việc cùng một lúc mà mình lại có thể làm tốt được. Thì tự nhiên trong cái những cái thời khắc đó, những cái giai đoạn đó, tự mình phải biết cách sắp xếp mọi việc và tự mình phải phát triển những cái kỹ năng của mình, cách tổ chức công việc, cái khả năng lãnh đạo, cách nói chuyện, cách điều phối với mọi vấn đề. Nó vừa tốt cho cái việc trong quá trình mình đi học cũng như sau này mình ra trường, mình lo cho công việc của mình, rồi lo cho cuộc sống của mình và gia đình. Em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy cô. Và không biết rằng khi mà nghe qua những cái chia sẻ rất là gần gũi của thầy cô về trường của chúng ta cũng như là các hoạt động như vậy, thì hai em có thắc mắc gì không ha? Đầu tiên thì em cảm ơn thầy cô về những chia sẻ và những kinh nghiệm của thầy cô. Thì em muốn hỏi là về trường mình thì có những cái phong trào hay là những câu lạc bộ nào để có thể phát triển kỹ năng của em? Thì trường mình á rất là lớn, thì các bạn cũng biết rằng là sẽ tạo rất là nhiều những cái hoạt động cho các bạn có thể tham gia được. Trường mình theo cô biết thì có hơn 50 câu lạc bộ với những mảng khác nhau, như là thể thao ha, rồi câu lạc bộ cờ vua ha, rồi nhảy hát gì đó. Nói chung là rất là nhiều những câu lạc bộ để có thể rèn luyện những cái kỹ năng của các bạn. Và đặc biệt thì khoa kiến trúc cũng có những cái câu lạc bộ để có thể chăm giúp các bạn phát triển những cái kỹ năng chuyên môn của mình, về ký họa, về những cái kỹ năng về chuyên ngành á, thì mình cố gắng tham gia, sắp xếp cố gắng tham gia. Em có thể hỏi một chút về những cái câu lạc bộ cũng như là những cái hoạt động của riêng khoa mình có thể giúp cho các bạn sinh viên của khoa chúng ta có thể phát triển được không ạ? Chắc là thầy Vũ nè. Theo như mình thấy thì ở khoa kiến trúc thì khoa kiến trúc đã có những cái hoạt động thường niên. Ví dụ như ở học kỳ 1 thì chúng ta có cái đêm hội truyền thống dành cho sinh viên kiến trúc của Văn Lang. Một cái đêm hội mà nó có rất nhiều cái hoạt động hay và hấp dẫn với mục đích là để chào đón các bạn tân sinh viên mới. Khóa học kỳ 2 thì hiện nay các thầy cô đang tổ chức một cái sự kiện, đó là V-Architalk, đó là một cái diễn đàn để mà trao đổi cho các bạn sinh viên các khóa. Thứ nhất là năm thứ nhất, năm thứ hai, rồi cái talk thứ hai dành cho sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư, và một cái hoạt động cuối cùng dành cho sinh viên năm thứ năm và mới ra trường, đó là một cái sự kiện, đó là triển lãm các cái đồ án của sinh viên tốt nghiệp, để với mục đích là và mời các nhà tuyển dụng đến để họ có thể trao đổi, có thể hiểu được sinh viên của Văn Lang. Qua đó thì thông qua đó thì có thể là sẽ tổ chức những cái buổi phỏng vấn tuyển dụng ngay trực tiếp khi mà các bạn vừa mới tốt nghiệp xong. Đó là một cái hoạt động mới diễn ra trong năm nay. Ngoài ra thì ví dụ như cô ở khoa cũng như cô Thảo Phương thì hiện nay cũng đang tổ chức những cái hoạt động vì cộng đồng, ví dụ như dự án Tô Màu Giấc Mơ là hỗ trợ cho dạy nghề cho các bạn ở trường khiếm thính ở khắp thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì bên khoa các thầy cô vẫn tổ chức những cái sự kiện để cho các bạn có những cái trải nghiệm. Cái trải nghiệm đối với lĩnh vực ngành kiến trúc rất là quan trọng, nó giúp cho mình có thể hiểu được mình đang cần gì, bên cạnh đó là mình thích cái gì trong lĩnh vực ngành kiến trúc, và thông qua những cái hoạt động đó thì sinh viên trở nên tự tin hơn và có thể học tập tốt hơn và đi tìm được cái định hướng rất là rõ ràng cho mình trong tương lai. Đó là sự khác biệt của khoa kiến trúc mình với những cái khoa kiến trúc đang đào tạo kiến trúc ở những cái trường khác. Đó chính là cái chương trình mà kiến trúc trải nghiệm á, là một cái chương trình mà các bạn sẽ được tham quan một cái công trình, một cái thể loại công trình trước khi các bạn thiết kế cái đồ án đó, thì các bạn sẽ được thầy cô tổ chức cái hoạt động để đến một cái công trình đó để mình tham quan, mình hiểu về không gian, mình hiểu về câu chuyện thiết kế của công trình đó, và sau đó mình sẽ có một cái tiền đề để mình có thể thiết kế tốt cái thể loại công trình đó. Thì cô nghĩ cái đó là rất là đặc biệt ở khoa kiến trúc Đại học Văn Lang tổ chức cho các bạn.
Em rất cảm ơn thầy cô và những chia sẻ của thầy cô về những cái hoạt động, những cái cuộc thi cũng như là câu lạc bộ của trường chúng ta nói chung và riêng khoa mình nói riêng, thì chị nghĩ rằng đã giúp khoa có thể giải đáp được thắc mắc của mình rồi đúng không nè. Và trước khi chúng ta tạm biệt nhau thì Ngọc Anh xin được mời Quỳnh và Khoa, không biết hai em còn có chia sẻ gì với thầy cô đã là ban tư vấn cho chúng ta xuyên suốt chương trình vừa rồi không nè. Đầu tiên thì em xin cảm ơn thầy cô về những chia sẻ rất là thực tế và những kinh nghiệm. Thì bản thân em thì tới đây thì em mục đích là để em trả lời những câu hỏi mà ở trong tâm tư của em lúc mà em apply vô trường Văn Lang. Thì sau cái cuộc talk show này thì em cảm giác là bản thân em đã có những cái nền móng chắc chắn rằng là Văn Lang là một địa điểm tốt để em có thể học tập và lấy được những kinh nghiệm từ thầy cô và anh chị chứ. Cảm ơn Khoa rất nhiều, không biết đối với Quỳnh thì sao ha? Em thì em cảm thấy rất là cảm ơn thầy cô. Tại vì em như là em tới đây em cũng có rất là nhiều câu hỏi xung quanh về cái ngành kiến trúc. Và sau khi tham gia cái buổi talk show này thì em đã được giải đáp và em cảm thấy mình tự tin hơn khi mà đi vào học ở trường Văn Lang. Rất cảm ơn những chia sẻ của Khoa và Quỳnh. Không biết bây giờ em có thể xin mời quý thầy cô có thể gửi một lời chúc cũng như là lời động viên đối với các sĩ tử của chúng ta sắp bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia cũng như là các bạn học sinh đang theo dõi chương trình có được không ạ? Chắc là với vai trò là một phụ huynh đi ha, thì cô khuyên các bạn là bây giờ mình phải ăn uống đầy đủ, rèn luyện sức khỏe và chuẩn bị cho một cái tinh thần thật tốt để chuẩn bị một cái năng lượng dồi dào và quyết tâm là mình sẽ chiến thắng. Rồi xin chúc các bạn sẽ chọn được một cái ngành phù hợp với mình và có thể theo đuổi con đường sự nghiệp của mình trong phía trước nha. Thật ra là cái kỳ thi sắp tới là nó chỉ là mở ra một cái cánh cửa mới, một cái chặng đường mới mà nó rất là đẹp. Trong suốt 4 hoặc là 5 năm đại học, mà đặc biệt là đối với cái thời gian mà chúng ta sẽ học tại đại học, tại ngành kiến trúc, mà ví dụ như có thể học tại Văn Lang, đó là một cái hành trình để mà mình khám phá được cái lĩnh vực, cái nghề nghiệp này, khám phá chính mình cũng như là mình hiểu rõ được là mình sẽ muốn cái gì và mình sẽ có cái định hướng rất là tốt trong tương lai. 5 năm đó không chỉ đơn giản là học, mà đó là một cái hành trình để mình đi tìm lại, mình phát triển cho chính bản thân mình. Mình đi tìm cái hướng đi rất là rõ ràng cho chính bản thân mình, để cho mình có thể tự tin hơn, mình có thể tự phát triển, tự có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, và nó sẽ không có gì gọi là nó rất là đáng nhớ. Em xin cảm ơn quý thầy cô và cảm ơn hai bạn đã tham gia buổi talk show ngày hôm nay. Một lần nữa Ngọc Anh xin cảm ơn quý thầy cô đã dành thời gian để chia sẻ cũng như là cho các bạn những thông tin rất là bổ ích về sau này cũng như là hiện tại. Cảm ơn các bạn đã tham dự chương trình. Và ngày hôm nay thì Ngọc Anh xin chúc cho Khoa và Quỳnh thật nhiều sức khỏe để có thể thực hiện được đam mê của mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình talk show của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở Let's Talk tuần sau.